Mến chào quý cô chú anh chị đến với kênh Cậu Ba Kiên Giang. Hôm nay ngày 26 Tết rồi 2024, khu ở đô thị Tây Bắc đang chuẩn bị là coi như là một cái khu vui chơi du xuân Tết Việt ở nơi đây để cho quý bà con mình tụ họp ở đây chụp hình những cái cảnh đẹp, quay phim những cái cảnh rất là mới lạ ở nơi khu vực này. Trời ơi quen quá vậy. Cắt cọng luôn các bạn ơi. Trong đó ba quá đẹp luôn. Phía sau này có bố trí cổng Tam Quan rất là đẹp này, rất lạ luôn. Đây tất cả cảnh quan ở nơi đây. Giờ này 5 giờ chiều, còn cái mặt trời thành ra quay nó hơi cháo quá ha bà con. Cảnh quan ở nơi đây thì mình nhìn thấy là rất là rộng lớn luôn. Tại cái khu này thì mình nhìn thấy là quá rộng nè. Cái vị trí này thì cách cái cổng chào Tây Bắc, khu đô thị Tây Bắc, cái cổng chào đó là tầm khoảng là 200 m thôi. Mình nhìn thấy khi mà quý cô chú anh chị đi đến cái cổng chào khu đô thị Tây Bắc, đi vào thẳng con đường này, cách 200 m thì sẽ tới cái vị trí này. Khu đô thị Tây Bắc này thì nằm ở trong thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hiện nay thì khu đô thị Tây Bắc thì phát triển là một cách là rất là mạnh mẽ luôn. Đây là trước mắt mình nhìn thấy ở cái cổng vào nè, hai con rồng hai bên. Mình sẽ đi một vòng đây tham quan. Đây rất đẹp. Còn mặt trời. Đây là các chỗ chụp hình là khỏi chơi luôn. Tuyệt vời ha. Đây các mấy chị em ở đây chụp hình. Đây mình đi phía bên hông này. Đây là tổng thể ở phía mặt trước. Đây khu vực phía bên trong này. Khi mình bước vào trong thì nhìn thấy là một góc là gọn lẫy ha bà con. Đây có nhìn thấy cái cảnh ngôi nhà gì nè. Nhà gì cũng rất đẹp luôn. Giờ này là khách thì cũng đang tiến hành vào trong đây chụp hình rất đông bà con. Quá đông, tuyệt vời. Không hút thuốc lá, không mang các chất gây ngủ, chất cấm vào đường hoa, không sử dụng âm thanh lớn gây ồn ào. Thú cưng được phép mang vào, tuy nhiên phải đảm bảo vệ sinh và không được gây ảnh hưởng đến người xung quanh. Quý khách vui lòng không mang đồ ăn thức uống từ ngoài vào đường hoa. Đặc biệt, quý khách tự bảo quản hành lý, tư trang và tài sản cá nhân của mình. Tinh hoa Tết Việt sẽ mở cửa từ lúc 7 giờ sáng và kết thúc vào lúc 22 giờ hàng ngày. Chúc quý khách và gia đình có một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hai, ba. Quá đẹp luôn. Tuyệt vời. Rồi, có đồ Huế, có đồ Huế. Trả tiền. Thiếu đi. Đây cảnh thủ đô Huế. Wow, vậy. Trong ánh mắt lấp lánh là yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến tóc em và làm sao nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết mất tiếng yêu đầu tiên và em đã biết thương nhớ biết dần hơn. Mùa xuân mỗi ngày xinh ta chúc nhau những lời chúc. Trời ơi, quen quá vậy. Bữa nay làm người đẹp đi lên đây lấy ảnh trời. Sao? Nay bữa nay cho lên YouTube hết à. Vui ha. Sao chị Kiều? Khỏe không? Năm mới sao? Năm mới là chị Kiều rất khỏe. Rất vui vẻ luôn hả? Rồi chúc ăn Tết vui vẻ luôn. Rồi chúc em cũng năm mới vui vẻ phát tài phát lộc nha. Rồi cảm ơn chị nhiều. Nhớ đón xem kênh Cậu Ba Kiên Giang nha. Có chị lên đây luôn. Rồi chị cảm ơn. Chào chị. Okay. Làm kênh YouTube này nhiều hơn nữa để cho mọi người xem nha. Rồi. Cắt cọng luôn các bạn ơi, trong đây lộng lẫy lắm nè. Trang trí những cái ảnh Hà Nội nè, cảnh này hình như cảnh Hà Nội. Đây để mấy cái nhà lá giống như là mấy cái chòi để bán giải trí, những cái tranh vẽ hoặc là những cái thức uống nhanh. Đây có bán thức ăn nhanh nữa nè. và dán ăn vặt. Xe về Tết. Ba quá đẹp luôn rồi. Cậu Ba Kiên Giang tối nay phát luôn. Cậu Ba Kiên Giang nha, đúng rồi, rồi vậy nha, cảm ơn. Đây mình sẽ đi cuối cùng, đoạn cuối cùng là chỗ cổng Tam Quan nè. Phía sau này có bố trí cổng Tam Quan rất là đẹp này, rất lạ luôn, quá đẹp tuyệt vời. Đây là cổng Tam Quan ha. Lấy hình ảnh cổng Tam Quan thật. Rồi, chắc có lẽ mình cũng tạm dừng video tại đây. Mến chúc quý cô chú các bạn, cảm ơn quý cô chú anh chị, chúc một năm mới thật là yên vui, thật là hạnh phúc. Rồi, mến chào và hẹn gặp lại những cô chú những cái video tiếp theo nhé.